quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 23 tháng 2 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các thầy thuốc, cán bộ, đại diện cho các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế cả nước. Bé trai 2 tuổi bất ngờ tử vong tại trường mầm non. Bé gái 13 tháng tuổi bị tắc ruột do nuốt phải hạt nở. An Giang cứu sống 5 bệnh nhân bị kính cắt ngang cổ nguy kịch. Kỳ tích giải thoát bé 2 tuổi khỏi bệnh hiếm, thoát vị màng não bẩm sinh. Vỡ gan do dùng đai nịt bụng giảm cân. 4 loại nấm độc nguy hiểm thường gặp ở Việt Nam. Ung thư gan, nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, sáng 23 tháng 2, tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các thầy thuốc, cán bộ, đại diện cho các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế cả nước. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Về phía Bộ Y tế, có Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và 120 đại biểu thầy thuốc, cán bộ, công chức ngành y tế tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Tại buổi lễ, sau khi lắng nghe báo cáo và tham luận, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên của ngành y tế. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho ngành y tế, nhất là trong lĩnh vực thể chế với việc hoàn thiện Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi mới đây. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của toàn ngành, sự đồng hành của toàn xã hội, ngành y tế đã không ngừng phát triển về mọi mặt. Hiện toàn ngành có khoảng 500.000 cán bộ, y bác sĩ với chất lượng trình độ chuyên môn ngày càng cao, nhiều chuyên gia ngang tầm thế giới. Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ đối với ngành y tế cách đây 68 năm, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, những năm qua, ngành y tế luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất của người thầy thuốc và vượt qua mọi khó khăn vất vả để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo quyền Chủ tịch nước, đại dịch COVID-19 chính là một phép thử đối với ngành y tế, với năng lực, phẩm chất của người thầy thuốc, từ đó rút ra những bài học quan trọng để kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thầy thuốc, tạo tinh thần động lực mới để phát triển nền y học nước nhà thời gian tới. Bé trai 2 tuổi ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được cô giáo trường mầm non phát hiện ngủ trưa và không tỉnh dậy. Cơ quan công an đang làm việc với gia đình và đại diện của nhà trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong tại trường mầm non Bé Ngoan, khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Nạn nhân là bé trai N, sinh năm 2021. Sáng ngày 22 tháng 2, gia đình đưa bé gửi tới trường mầm non Bé Ngoan với sức khỏe bình thường. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cô giáo phát hiện bé N ngủ trưa không dậy. Ngay sau đó, bé trai đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang trong khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, nhưng các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã ngưng thở, tử vong ngoại viện. Gia đình bé N đã trình báo sự việc, đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân tử vong. Cơ quan công an đang làm việc với gia đình và đại diện phía nhà trường để làm rõ vụ việc. Các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua tiếp nhận một số trường hợp trẻ nhỏ nuốt phải hạt nở nhiều màu sắc, thường được nhiều gia đình dùng để trồng cây. Hạt nở gặp nước sẽ nở to gấp nhiều lần so với lúc ban đầu. Nếu nuốt phải hạt nở, trẻ không chỉ có nguy cơ gây tắc ruột mà còn bị bít đường thở nếu hạt nở rơi vào đường hô hấp gây tử vong. Bé gái sau đây là một trường hợp như vậy. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh mới tiếp nhận bé gái NTT 13 tháng tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nôn sữa và dịch sau khi bú quấy khóc. Bé gái được nhập viện và theo dõi, các bác sĩ ghi nhận bé nôn 1 đến 2 lần ra sữa và dịch trong, thỉnh thoảng quấy khóc. Hình ảnh siêu âm bụng cho thấy các quai ruột bị giãn, ứ dịch, chụp X quang ghi nhận hình ảnh tắc ruột non. Sau đó bé quấy khóc nhiều hơn, nôn dịch vàng sau bú 4 đến 5 lần, bụng trướng tăng dần, các bác sĩ đã chỉ định chụp CT bụng. Kết quả cho thấy các quai ruột non bị giãn lớn, có một đoạn ruột xẹp nằm ở giữa hai đoạn ruột giãn, đại tràng xẹp thành quai ruột mỏng, em bé đã được mổ khẩn. Khi đưa ruột ra kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy ở đoạn ruột non giãn lớn có một dị vật cứng khoảng 2x3cm chiếm toàn bộ lòng ruột, khúc ruột phía dưới bị xẹp. Lấy dị vật ra thì đó là một hạt nở đang phình to, bít đường ruột gây nên tình trạng tắc ruột. Em bé đã được xuất viện sau khi ổn định vết mổ. Đây là những cái hạt nhựa khi thả vào nước thì những cái hạt này nở ra thành kích thước to gấp từ 4 cho đến 20 lần kích thước bình thường và tạo sự thích thú cho các bé chơi. Tuy nhiên về góc độ chuyên môn tai mũi họng, tổ chuyên ngành tai mũi họng thì chúng tôi nhận thấy rằng những đồ chơi này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ vì đây là những hạt tròn nhỏ
nhiều màu sắc, có kích thước từ khoảng 2 đến 3 cm khi mà nở ra hoặc nhỏ hơn. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp mà các cháu chơi với những cái hạt tròn nhỏ và trơn như vậy thì trẻ hay có thói quen là ngậm đồ chơi vào miệng, và khi đã vào đường thở thì màng nhỏ chơi sẽ làm cản trở cái đường hô hấp của trẻ và dẫn đến siêu hấp, và có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của các trẻ, dẫn đến tình trạng là có thể hóc cái mảnh đồ chơi này vào trong đường thở. Các bác sĩ lưu ý, khi trẻ nuốt phải hạt nở rất nhỏ có trong đồ chơi có thể gặp nhiều nguy hại. Điều đầu tiên là nguy cơ hạt nở trương to trong lòng ruột và lấp đầy lòng ruột. Lúc này sẽ khiến cho thức ăn và dịch tiêu hóa không thể đi qua được, thậm chí có thể gây tắc ruột. Trẻ sẽ có biểu hiện đau bụng từng cơn, nôn ói, bụng trướng và không đi tiêu được. Cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để xử lý, tránh để trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vừa phẫu thuật cứu sống một nam thanh niên bị kính cắt ngang cổ nguy kịch. Trước đó, khi đang chạy xe máy, bệnh nhân bị lên cơn co giật, đột ngột ngã đập vào tủ kính của người dân ven đường và bị kính cắt ngang cổ gây thương tích. Ngày 22 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện quy trình báo động đỏ, quy trình phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp, phản ứng nhanh ở mức cao nhất, cứu sống bệnh nhân NCT, 23 tuổi, ngụ tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, trong tình trạng nguy kịch, vết thương tại vùng cổ mất rất nhiều máu, đe dọa ngưng tim. Trước đó, 8 giờ 55 phút ngày 20 tháng 2, anh NCT được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong tình trạng sốc mất máu do vết thương ở vùng cổ phải rộng 15cm, vết rạch phức tạp do bị kính cắt trúng. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, niêm hồng nhạt, thở nhanh nông, huyết áp không đo được, đe dọa ngưng tim. Cùng với việc băng ép vết thương, ekip bác sĩ trực đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, chuyển lên phòng phẫu thuật khẩn cấp. Bệnh nhân được xác định bị đứt bán phần thùy phải tuyến giáp, tuyến dưới hàm bên phải, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài phải, đứt động mạch giáp trên phải, động mạch thanh quản trên phải, động mạch ngang cổ phải và đứt một phần cơ bám da cổ bên phải, còn 4 mảnh dị vật. Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật khâu cột mạch máu, loại bỏ dị vật, làm sạch vết thương, khâu phục hồi thủy phải tuyến giáp, tuyến dưới hàm phải. Theo người nhà bệnh nhân, anh T có tiền sử bệnh động kinh, khi đang chạy xe máy, anh bị lên cơn co giật, đột ngột ngã đập vào tủ kính của người dân ven đường và bị kính cắt ngang cổ gây thương tích. Bác sĩ Trần Văn Lời, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, sau khi thực hiện quy trình báo động đỏ, phẫu thuật cấp cứu thành công, hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, tim đều, phổi trong, bụng mềm và sức khỏe đang dần ổn định. Một tin vui với các bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân, khi lần đầu tiên các bác sĩ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật thành công thoát vị màng não bẩm sinh qua xương bướm ở trẻ nhỏ, một căn bệnh vô cùng hiếm gặp. Hai mẹ con chị Đào Quỳnh Nga trong lần tái khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, người mẹ trẻ đã không giấu nổi xúc động khi kể về những giấc ngủ đã tròn, những cơn ngặt mũi, chảy nước mũi không còn quấy rối đứa con trai kháu khỉnh 2 tuổi. Bé Hoàng Minh Trí, 2 tuổi ở Long Biên, Hà Nội, sau sinh trẻ được chẩn đoán teo gai thị bẩm sinh mắt trái. Từ khi sinh ra, Trí thường xuyên bị khò khè, ngủ gáy, ngặt mũi liên tục hai bên, kéo dài từ khi sinh, phải thở bằng miệng. Đến khi Trí 3 tháng tuổi, gia đình đưa con đi khám nội soi tại khoa tai mũi họng trẻ em, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thì phát hiện có khối u che kín cửa mũi sau hai bên. Các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính và chẩn đoán xác định Trí mắc phải căn bệnh hiếm gặp, thoát vị màng não qua bướm sàng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi khoang mũi lấy khối thoát vị, có sự phối hợp giữa phẫu thuật viên của chuyên khoa tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh. Xong khối thoát vị lớn, dai, chảy máu nhiều nên việc cắt bỏ khối rất khó khăn. Hơn nữa, khi khối cắt u thì dịch não tủy chảy nhiều. Nguy cơ tụt kẹt và mất dịch não tủy làm áp lực trong phẫu thuật rất lớn. Tuy vậy, ca phẫu thuật cũng đã thành công. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Anh Tuấn, sau phẫu thuật, bệnh nhân sốt cao, bạch cầu tăng, không có chảy dịch não tủy, không có dấu hiệu viêm màng não, bệnh nhân đã được theo dõi tại phòng hồi sức và dùng kháng sinh liều cao, phối hợp, sau đó bệnh nhân đã được ổn định và về khoa điều trị. Khám lại sau 1 tháng, thấy hốc mũi của bệnh nhân còn ít vẩy, không thấy khối thoát vị, không có chảy dịch não tủy. Chụp lại phim cộng hưởng từ, hiện tại không thấy tái phát, sức khỏe của bệnh nhi hiện đã ổn định, mọi sinh hoạt đã được bình thường. Hiện nay có rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng dây đai nịt bụng để giảm cân. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách đã vô tình gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc quấn dây đai nịt bụng không đúng cách trong thời gian dài còn gây ảnh hưởng đến cấu trúc của xương sườn, khiến cho thể tích của khoang bụng bị thu hẹp, gây khó khăn cho quá trình hô hấp, cảm giác khó thở, nghiêm trọng hơn là vỡ gan, lá lách, thận. Đó cũng là trường hợp của bệnh nhân sau đây. Ngày 22 tháng 2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thành phố Medic Bạc Liêu cho biết, bệnh nhân không có bệnh nền, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Người nhà cho hay, vài năm gần đây, bệnh nhân thường xuyên sử dụng dây đai nịt bụng với mục đích giảm cân. 5 ngày trước khi xảy ra sự cố, người phụ nữ đã dùng đai siết chặt bụng đến mức đau nôn. Trước đó, sáng 20 tháng 2, người phụ nữ bị đau bụng dữ dội, đau càng lúc càng nhiều, được người nhà đưa đến bệnh viện. Kết quả siêu âm và chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị dập vỡ gan và phải hạ phân thủy V, chảy máu ổ bụng, gây xuất huyết nội rất nguy hiểm.
các bác sĩ can thiệp chụp và nút mạch cầm máu gan trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, kết hợp đưa vật liệu tắc mạch vào động mạch gan phải để cầm máu cho gan vỡ. Sau can thiệp, hiện sức khỏe của bệnh nhân cải thiện, mạch huyết áp ổn định, tiếp xúc tốt, giảm đau bụng, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Hiện nhiều phụ nữ sử dụng dây đai nịt bụng để giảm cân, tuy nhiên sử dụng không đúng cách vô tình tác động xấu đến dạ dày, gây ợ nóng, đầy hơi, chướng khí và các cơ quan khác trong đường tiêu hóa. Theo các bác sĩ, quấn dây đai không đúng cách trong thời gian dài còn ảnh hưởng đến cấu trúc của xương sườn, siết chặt phổi, khiến cho thể tích của khoang bụng bị thu hẹp, gây khó khăn cho quá trình hô hấp. Người dùng có cảm giác khó thở, nghiêm trọng hơn là vỡ gan, lá lách, thận. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu chỉ sử dụng đai nịt bụng, chị em chỉ nên đeo nịt bụng ở mức dễ chịu, không nịt bụng liên tục và tháo đai trước khi đi ngủ. Tốt nhất nên chăm chỉ luyện những bài tập bụng và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đây mới là cách giảm cân an toàn hiệu quả nhất. Như chúng tôi đã đưa tin về nhiều trường hợp ngộ độc nấm dẫn đến tử vong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm cũng đã ban hành công văn đề nghị tăng cường, giám sát, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm trong việc sử dụng, tiêu dùng sản phẩm nông sản, sử dụng các loại nấm, cây, củ quả rừng tự nhiên làm thực phẩm. Tuy nhiên, tình trạng ngộ độc nấm vẫn liên tiếp xảy ra. Để có thể phân biệt và tránh tuyệt đối các loại nấm độc, mời quý vị cùng tìm hiểu về 4 loại nấm độc nguy hiểm thường gặp ngay sau đây. Nấm rất giàu protein, vitamin và khoáng chất, nhưng không phải loại nấm nào cũng tốt và an toàn với người sử dụng. Sau đây là 4 loại nấm độc nguy hiểm thường gặp ở Việt Nam bạn cần biết. Thứ nhất, nấm độc tán trắng. Nấm độc tán trắng có tên khoa học là Amanita vena. Đây là loại nấm mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc trên mặt đất trong rừng và một số nơi khác. Mũ nấm màu trắng và bề mặt mũ nhãn bóng, lúc non đầu tròn, hình trứng, mũ nấm đính chặt và cuống. Khi trưởng thành, mũ nấm phẳng và đường kính khoảng 5-10cm. Khi già, mép mũ có thể cụp xuống, phiến nấm và cuống nấm màu trắng. Phần cuống có dạng màng ở trên gần sát với mũ, chân cuống phình dạng củ và có bao gốc hình đài hoa. Thứ hai, nấm độc amatoxin. Loại nấm có độc tố chính là các amanitin hay còn gọi là amatoxin, độc tính cao, tác động lên nguyên sinh chất tế bào, gây phá hủy tế bào, đặc biệt là tế bào gan, gây suy gan cấp. Triệu chứng nhiễm độc thường xuất hiện muộn từ 6 đến 24 giờ như đau bụng, nôn, tiêu lỏng, vàng da, xuất huyết, tiểu ít, hôn mê. Thứ ba, nấm độc trắng hình nón. Loại nấm này trông gần giống nấm độc tán trắng. Chúng mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc trên mặt đất trong rừng và một số nơi khác. Mũ nấm có màu trắng, bề mặt nhãn bóng, mũ nấm lúc non, đầu tròn, hình trứng, mép khum đính chặt và cuống. Khi trưởng thành, mũ nấm thường khum hình nón, chân cuống phình dạng củ và có bao gốc hình đài hoa. Thịt nấm mềm, màu trắng, mùi khó chịu. Thứ tư, nấm độc có chứa mascarin. Chất độc mascarin có trong nấm gây ra các triệu chứng thần kinh như là da mồ hôi quá độ, hôn mê, chứng co giật, ảo giác, kích động, suy nhược, liệt cơ kết tràng. Triệu chứng sẽ giảm bớt sau 2 giờ, hiếm khi tử vong, chỉ xảy ra khi bị ngộ độc quá nặng, gây rối loạn, hư hỏng tim mạch và hô hấp. Ung thư gan là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới và là một trong những căn bệnh ác tính và có số ca tử vong do mắc bệnh ở mức cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, các dấu hiệu và triệu chứng trong giai đoạn đầu thường dễ bị bỏ qua, dẫn đến phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Vậy làm thế nào để sớm phát hiện ung thư gan cũng như điều trị ung thư gan thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp từ chuyên gia. Ung thư gan là tình trạng các khối u ác tính phát sinh trong gan, dẫn đến việc sẽ phá hủy các tế bào gan và cản trở khả năng hoạt động bình thường của cơ quan quan trọng này. Ung thư ở gan có hai loại chính: ung thư gan nguyên phát, hình thành từ chính các tế bào trong gan; ung thư gan thứ phát, phát triển khi các tế bào ung thư từ cơ quan khác di căn đến gan như ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư vú. Hầu hết mọi người đều không xuất hiện dấu hiệu và triệu chứng trong giai đoạn đầu của ung thư gan nguyên phát. Các dấu hiệu rõ ràng thường đến ở giai đoạn muộn như giảm cân không rõ nguyên nhân, ăn không ngon miệng, cảm giác nặng, đau tức hoặc tự sờ thấy khối vùng hạ sườn phải, buồn nôn và nôn, chướng bụng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu. Phương pháp điều trị ung thư gan hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp điều trị tùy từng cái giai đoạn để mình có thể điều trị. Thứ nhất là mình có thể điều trị bằng hóa chất, điều trị bằng xạ trị, điều trị bằng nút mạch, điều trị bằng đốt u gan bằng sóng cao tần và có thể là phẫu thuật. Đấy, tùy từng cái giai đoạn bệnh thì mình có thể điều trị. Mình phải tìm cái nguyên nhân gây ra ung thư gan thì mình mới có thể điều trị được. Ví dụ như ung thư gan mà do viêm gan B, viêm gan C thì mình phải điều trị kháng virus và tùy từng giai đoạn thì mình sẽ điều trị để hiệu quả. Ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính với số ca mắc cũng như tử vong cao hàng đầu tại Việt Nam. Bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, đe dọa tính mạng của hàng triệu người nếu không được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị phù hợp. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.